chào các bạn, Táo đang ở Elso Meat & Wine. Mời các bạn cùng Táo vào bên trong để tham quan nhé. Không gian ở đây được trang trí rất sang trọng, lãng mạn bởi hoa, nến. Đây là quầy salad miễn phí, các bạn có thể tùy chọn, thoải mái, họ thích như mọi người. Bây giờ Táo sẽ chọn hai món của nhà hàng, đó là The Four Steak và Topico Creamy Pasta. Táo sẽ bắt đầu với món đầu tiên của mình. Wow, nhìn hấp dẫn và ngon đúng không các bạn? Đây, món đầu tiên của Táo là 4 miếng bò rất hấp dẫn ở từng vị trí của con bò. Các bạn có thể thấy đây. Bây giờ mình thưởng thức four steak. Mời mọi người nhé. Rất ngon mọi người ạ. Bò đây rất mềm, tươi, nước sốt cay cay và đậm vị. Bây giờ mình sẽ thử một chút rượu vang nha mọi người. Ăn bò mà uống cái rượu vang này rất hợp mọi người ạ. Bây giờ Táo sẽ thử món thứ hai của mình, Topico Pasta. Mời mọi người nha. Pasta này có vị cay của nước sốt, vị béo của trứng cá tuyết. Em chưa thêm một cái vị nào được khác hơn không? Các hương vị hòa quyện vào nhau rất là ngon các bạn ạ. Và đây là không gian trên lầu, cũng được trang trí rất sang trọng, lãng mạn. Không gian ở tầng trên này rất phù hợp cho những cặp đôi lên để hẹn hò cũng như là tổ chức sinh nhật. Mời mọi người vào tham quan nhé. Wow, Elso trang trí cực kỳ lãng mạn với những nến hoa này mọi người, bánh kem. Đây là bàn tiệc dành cho tổ chức sinh nhật. Đây mọi người có thể xem, cũng không kém phần lãng mạn và tinh tế đúng không ạ? Qua từ nãy giờ Táo review, các bạn có cảm nhận như thế nào ạ? Có cảm thấy nhà hàng này sang trọng và tinh tế không ạ? Vậy thì cùng ghé đến Elso Meat & Wine để trải nghiệm với mọi người.